chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn ngon bổ dưỡng mà nó là một loại thuốc để chữa bệnh về bệnh viêm gan các bạn nhé. Đây là cái thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Khi các bạn bị viêm gan các bạn có thể nấu món ăn này rất là tốt cho gan nhé. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn chuẩn bị cho mình 200g heo nhé và một trái bí đỏ 400g, một ít hành thơm nhé. Trước tiên thì mình sẽ làm cái phần gan này ạ. Gan mình mua rất là tươi ngon và lợn và khỏe mạnh nhé. Mình mua của người quen ạ thì mình dùng ăn. Để làm sạch cái phần gan heo này các bạn sẽ thái cho mình ra và mình sẽ rửa bằng muối, ngâm bằng muối nhé. Nó sẽ sạch ạ. Mình sẽ lấy nước ạ. Các bạn chuẩn bị băn nước cho mình và mình sẽ cho vào đây ít muối nhé. Trong muối nó sẽ làm muối biển các bạn ạ, khử đi được những cái độc tố của gan, mà những cái độc tố của gan tức là nó từ những cái tia máu này ạ. Đấy, những cái sợi máu này thì các bạn sẽ bỏ trong gan thì sẽ tốt nhé. Mình thái ra thì nó sẽ nhanh thoát được ra những cái độc tố từ gan ra. Với người bị bệnh ấy, viêm gan các bạn ạ, thì các bạn ăn cái món này như là một bài thuốc để chữa bệnh đấy ạ. Thì độc tố trong gan này sẽ ra từ nước này nhé. Trong gan nó cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chất đạm và các chất béo, các vitamin để cho gan của chúng ta khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Chứa nhiều vitamin A, vitamin B, vitamin C và folate, kẽm, chất đạm và phốt pho, sắt, rất là tốt nhé. Và chất đồng trong gan cũng có ạ. Cho nên là những cái người bị bệnh gan ấy thì các bạn nên chuyện làm một món ăn như thế này, các bạn không ăn nhiều tuần, các bạn có thể ăn 1 đến 2 bữa, rất là tốt cho gan. Các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước muối này khoảng 20 phút nhé. Đây các bạn, khi bí đỏ này thì mình cũng gọt nó ra nhé để mình nhé. Trong bí đỏ này ấy, thì nó cũng chứa rất là nhiều hàm lượng có nhiều chất ạ, như hàm lượng sắt này, vitamin C, muối và các khoáng chất là những loại axit là hữu cơ các bạn nhé. Ăn bí đỏ thì các bạn sẽ làm cho chúng ta có hệ miễn dịch tốt ạ, nên là bí đỏ kết hợp với gan ấy, mình nấu lên thành cháo ấy là sẽ làm cho những người bị viêm gan này sẽ là tốt và hiệu quả nhé. Bí đỏ ấy là thực phẩm rất là tốt cho máu các bạn ạ, cho nên là trong lượng sắt trong bí đỏ và trong gan ấy, nó sẽ làm cho máu của chúng ta tốt hơn, gan sẽ được hết cái viêm ạ và làm cho gan khỏe mạnh hơn nhé. Với thời tiết hanh khô ấy thì bí đỏ ấy nó sẽ làm cho các thành phần dinh dưỡng của bí đỏ ấy sẽ làm cho chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn ạ. Giúp cho bí đỏ có hàm lượng nước ít các bạn ạ, lượng đường, tinh bột, vitamin C, vitamin A rất cao ạ, tốt cho cơ thể các bạn nhé. Và này, ngoài ra nó có chứa các chất như là carotin hay là vitamin B nhé, nên là chúng ta có thể ăn bí đỏ trong bữa cơm, trong thực đơn hàng ngày của chúng ta rất là hiệu quả. Đây các bạn, bí đỏ sau khi mình ấy xong rồi, bây giờ mình đã rửa rồi mình thái đi các bạn nhé. Bí đỏ có rất nhiều chất chống oxy hóa, làm cho chúng ta trẻ hóa hơn đấy các bạn ạ.
và các tế bào nhé của chúng ta trẻ hóa, tăng cường hệ miễn dịch, phòng và chống lão hóa, ngăn ngừa các bệnh như loãng xương, bệnh tăng huyết áp ạ. Hành các bạn thái ra cái phần gan mình đã để được 15 phút rồi các bạn nhé, đấy ạ. Cái phần này ấy rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa để mình bỏ hết cái phần nước huyết ở trong cái phần gan này ra nhé. Những cái tia máu độc đây ạ. Đây ạ, phần gan đã rửa xong, các bạn cho mình vào đây cái phần hành nhé. Thơm. Một chút muối ạ để mình ướp. Hạt lêm và chút tiêu nữa nhé. Các bạn ướp cho mình khoảng 10 đến 15 phút nhé. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp nồi để mình ninh cái phần bí ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong và mình cho vào đây 500ml nước nhé. Phần bí đỏ các bạn cho vào cho mình. Mình cho vào đây một chút muối nữa ạ, vì gan mình đã ướp rồi. Rồi các bạn đun lên cho mình. Đây các bạn, khi mình đun cái phần này đã được rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây cái phần gan heo vào. Đây các bạn có thể dầm cái phần bí này ra nhé. Cái phần gan ấy các bạn mà muốn băm nhỏ cũng được, còn mình mà muốn ăn cháo mà không muốn nuốt ấy thì chúng ta có thể nhai cái phần gan nhé. Đấy, phần bí đỏ như thế này. Mình nêm nếm cái phần cháo như thế này là được rồi, vừa rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy ra là mình có thể thưởng thức nhé. Với những người bị bệnh gan ấy, thì chúng ta có thể ăn những cái món ăn bổ dưỡng như thế này là tốt cho gan nhé. Không, bạn có thể xào bí đỏ với gan cũng được nhé. Thì không nhất thiết các bạn phải nấu cháo hoặc là mình nấu canh bí đỏ với gan cũng được. Một món ngon bổ dưỡng. Đây các bạn, như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách làm món cháo bí đỏ gan heo nhé, tốt cho người bị bệnh viêm gan ạ. Các bạn thích có thể làm món này cho gia đình những ai bị viêm gan để dùng nhé, hoặc là chia sẻ cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ.